số thời gian làm thêm theo thỏa thuận của doanh nghiệp ở Việt Nam đang bị hạn chế ở mức 200-300 giờ một năm là thấp hơn nhiều so với các quốc gia đang cạnh tranh lao động với Việt Nam như Bangladesh 408 giờ, Trung Quốc 432 giờ, Hàn Quốc 624 giờ. Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế đã xác nhận 99% các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên, phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm hơn 300 giờ là yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tôi không biết đại biểu Vũ Tiến Lộc nghe từ đâu để nói rằng cái quy định này, cái chính sách này trong bộ luật lao động nếu Quốc hội thông qua nó sẽ hợp lý, nhân văn và tự nguyện. Đặc biệt tôi quan tâm đến vấn đề nhân văn và tự nguyện. Nhân văn và tự nguyện trên cơ sở nào? Và nói đến tự nguyện chúng ta nghe từ đâu? Nếu nói rằng nghe từ người lao động mà nói tự nguyện tôi lấy làm lạ. Tôi thực sự bất ngờ với cái nhận định này của đại biểu Vũ Tiến Lộc, bởi vì tôi nghe rất nhiều công nhân và những người làm công tác công đoàn nói rằng người công nhân không muốn làm thêm giờ, mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ. Vậy thì chúng ta phải trả lời một câu hỏi, vì sao người công nhân cần làm thêm giờ? Cái câu hỏi đó quá dễ trả lời và quá dễ thấy trong thực tiễn, đó là vì cái tiền lương hiện nay, thu nhập hiện nay của người công nhân thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu của người công nhân. Chúng ta hãy nhìn thực tế vào người công nhân, nhìn vào cái dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc, nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân, hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thậm chí một năm, hai năm chưa về thăm được con. Có thể có những người cha, người mẹ là ông bà rất già rồi, vẫn phải giữ cháu để con họ đi làm việc. Ta thật trân trọng những người lao động như thế. Họ không cam chịu. Họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội. Họ phải đi tìm việc làm. Mà nói rằng họ tự nguyện để làm quần quật suốt ngày, tôi cho rằng cái quan điểm này cần phải tranh luận để làm sáng rõ. Nói rằng tự nguyện, họ không tự nguyện, mà họ cần làm thêm để có thu nhập. Vậy thì Quốc hội, vai trò của Quốc hội ở đây là gì? Là phải làm chính sách như thế nào để người công nhân có thu nhập đủ sống, đủ trang trải cuộc sống, để họ có thời giờ để học tập, có thời giờ để nâng cao tay nghề, có thời giờ để giải trí, có thời giờ để chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình và thực hiện các cái quan hệ xã hội. Đó là quyền con người được hiến pháp quy định. Đại biểu phát biểu, đại biểu có nghĩ đến những cái quy định trong hiến pháp về quyền con người phải được bảo vệ như thế nào không? Phải nghĩ đến trách nhiệm của giới chủ, những người sử dụng lao động, không chỉ trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn tình người đối với người lao động nữa. Nhân văn ở đây là gì? Nhân văn ở đây là bảo vệ cái quyền con người được hiến định quy định. Nhân văn ở đây là tình người trong sử dụng lao động. Và tôi muốn nói thêm rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ và không nên dựa vào chủ yếu là sức lao động của người lao động, mà còn là năng lực quản trị, còn là đổi mới công nghệ, còn là điều kiện để làm việc. Đấy là sự tiến bộ của xã hội. Vậy thì sự tiến bộ xã hội ở đâu khi mà chúng ta tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động? Bởi vì chúng ta giảm 44 giờ, có nghĩa là 4 giờ còn lại người lao động có thể làm thêm và họ sẽ tăng thu nhập. Đấy là tiến bộ chứ. Nhân văn chính là ở chỗ đó. Xin cảm ơn Quốc hội.